Trong thời đại ngày nay, Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta thành lập đạo tràng nhỏ, nhân số không quá 20 người. Vì sao vậy? Dễ duy trì. 20 người, 2-3 vị hộ pháp chăm sóc là đủ. Công đức chân thật có thể duy trì cuộc sống là được. Nhất tâm niệm Phật, không có ai không thành tựu. Tôi nghĩ tư tưởng này của Đại sư Ấn Quang có nguồn gốc. Trước đây trong Tây Phương Sát Chỉ có ghi chép Bồ Tát Giác Minh Diệu Hành, họ chỉ có 8 người cùng chí hướng, cùng nhau niệm Phật, cả 8 người đều giảng sanh. Đại sư Ấn Quang mở rộng nó thêm một chút, 20 người. Đừng có 20 người, đạo tràng nhỏ, mái nhà tranh, nhìn bên ngoài không bắt mắt, người ta cũng không coi trọng quý vị. Quý vị sẽ bình an thật thà niệm Phật. Năm ba năm, người người đều giảng sanh, đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Chính xác. Nếu có 40 người thì sao? Phân thành 2 đạo tràng nhỏ. 60 người thì chia thành 3 đạo tràng nhỏ. Bình thường cũng không cần lui tới, mỗi người tự mình tu, mọi người thi đua xem ai giảng sanh trước. Phương pháp này rất hay. Đại sư Ấn Quang nghĩ đến phương pháp này, đáng để chúng ta cực lực đề xướng. Vì chúng ta phải biết xã hội hiện tại đánh mất nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả quá lâu. Mọi người từ nhỏ không được học, nhiều người ở cùng nhau rất khó khăn, rất phức tạp, nhiều người rất phức tạp, càng ít người càng tốt. Quan trọng nhất là điều đầu tiên trong Lục Hòa Kinh, kiến hòa đồng giải. Nếu không thực hành được Lục Hòa Kinh là không thể được. Nhiều nhất không quá 20 người, ít, thực tế mà nói 3 người, 5 người không ít, 10 người, 20 người không nhiều, không quá 20 người. Thực hành, nếu nghe kinh, chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ, dùng CD của chúng tôi là đủ. Thật sự đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải giả, chính là một bộ kinh, một câu Phật hiệu, buông bỏ dạng duyên. Nếu muốn hỏi chúng ta có cần đặt 3 nền móng này chăng, không cần nữa. Vì sao không cần? Vì quý vị đã đến thế giới Cực Lạc để làm Phật, 3 năm là thành Phật. Quý vị cần những điều này làm gì? Ai cần? Nếu muốn lưu lại thế gian này, người hoằng pháp lợi sanh cần, họ phải làm gương cho người khác thị. Như vậy thì cần phải học. Không muốn ở lại thế gian này, nhất tâm cầu giảng sanh, vậy thì không cần học,
Không cần điều này là sao? Vì có đạo cộng giới, có định cộng giới. Quý vị xem, trong tâm quý vị chỉ có một câu A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, như vậy là quý vị đã đầy đủ tất cả. Ba nền tảng đều ở trong đó, không ở bên ngoài. Tâm là Phật A-di-đà, những gì quý vị làm đều là Phật sự, Phật sự, thật sự. Cuộc sống là cuộc sống của Phật, công việc của Phật, đối nhân tiếp vật không có gì không phải là Phật A-di-đà. Như vậy là đúng. Nhưng chúng ta cũng phải hoan hỷ, tán thán những người phát tâm đại bồ đề, thấy những chúng sanh khổ nạn cần phải giúp đỡ. Những người này không thể nhanh chóng cầu sanh tịnh độ, phải lưu lại thế gian để chăm lo cho chúng sanh, tiếp dẫn thêm vài người, tiếp dẫn càng nhiều càng tốt. Đây là có trí tuệ, có phước đức, có nhân duyên. Quý vị phải làm như vậy. Không có nhân duyên là tự lợi, có nhân duyên là lợi tha. Lợi tha không quên tự lợi, tự lợi cũng không được quên việc lợi tha. Tùy nhân duyên, tùy sức lực, khiến Phật pháp thường trú ở thế gian. Thường trú thế gian, đời này qua đời khác, có nhân tài tiếp tục truyền bá pháp môn này. Không có người tiếp tục truyền bá pháp duyên này đến chúng ta là đứt đoạn. Chúng ta không xứng đáng với Phật, cũng có lỗi với lịch đại tổ sư. Cho nên sự truyền thừa của Phật pháp là việc lớn. Ngày xưa nói bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Trong Phật giáo truyền thừa là việc lớn, nhất định phải có người truyền thừa. Việc truyền thừa là sự nghiệp của Bồ Tát. Đại sư Ấn Quang, đây là vị tổ sư thời cận đại, chỉ thị của Ngài vô cùng chính xác. Cần phải giữ vững đạo tràng nhỏ 20 người. Việc phổ độ chúng sanh hiện nay có biện pháp, không như trước đây. Trước đây là tự độ không thể lợi tha, bây giờ tự độ có thể lợi tha. Chúng ta ở trong ngôi nhà tranh, nối mạng Internet nữa là được. Việc tu học là chúng ta cùng nhau học tập kinh giáo, dùng phương pháp truyền bá qua mạng Internet. Chúng sanh có duyên trên toàn thế giới xem trang mạng của quý vị đều là chúng sanh có nhân duyên. Như vậy đã tự lợi cũng có thể lợi tha. Phật pháp không có bản quyền. Nếu có đài truyền hình hoan hỷ lấy từ mạng Internet chuyển qua phát sóng ở truyền hình, như vậy lợi ích chúng sanh càng rộng hơn, đều là việc tốt. Thứ ba, đoạn này là làm sao để phổ biến rộng việc lợi ích.